phải công nhận là khi mà chị làm cái liệu trình này xong thì chị thấy rất là ưng ý. Cảm giác là thấy luôn là cái gương mặt của mình đã thon đi rất là nhiều rồi. Không biết là trong quá trình mà mình điều trị á thì chị có cảm giác như thế nào không ạ? Chị có thể chia sẻ giúp em không ạ? Cái cảm giác nó nóng nóng, nó hơi nóng và nó châm chích một chút ở trên gương mặt của mình. Nhưng mà mình được bác sĩ tư vấn thì cũng thấy là sau khi mà mình làm cái công nghệ này xong thì nó sẽ tăng sinh cái collagen ở dưới da của mình. Em đây thông minh không cần đắc co, hoa xinh trưng lên đưa anh làm voi cho. Anh không muốn nghe hay từ thôi mà. Can I know you better cho một đôi hơn. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻo hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của Sao Việt và các kênh.